Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình là lớp Forward đây. Thì tiếp tục series ngày hôm nay mình sẽ gửi đến anh em trải nghiệm về tựa game FIFA Mobile 22 phiên bản Global. Tựa game này mới ra lúc 2 giờ và tất cả những cái thông tin thì đã đều có ở trên mạng rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi xem là cái tựa game này liệu gameplay nó có được thay đổi quá nhiều hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích về những cái cơ chế mới của game. Thì những cơ chế mới của game bao gồm có nâng cấp thì mình nghĩ rằng nó vẫn là cái nâng cấp cũ thôi, có chợ mới này, rồi thì có các vị trí thay người, có thêm cầu thủ dự bị, có thêm băng captain, các vị trí đá phạt vân vân đấy. Thì mình thấy là đây là một cái thay đổi rất đáng chú ý của tựa game FIFA Mobile 22 mà anh em fan của FIFA Mobile truyền thống rất là ngóng chờ. Còn những người chơi FIFA Mobile server riêng như kiểu là server Hàn Quốc hay là server Nhật Bản thì những cái chức năng này nó đã quá cũ, và nói thật là cái bản Global này nó còn đang là một cái bản thô sơ của phiên bản FIFA Mobile Hàn Quốc, thật sự là phiên bản thô sơ. Khi mà bây giờ thì FIFA Mobile Hàn Quốc nó đã có đến tận cả phòng thay đồ cũng như là có phòng tập các thứ rồi, còn đây chính là cái bản update mùa thu, tức là chậm khoảng 1 hay 2 big update so với FIFA Mobile Hàn Quốc đấy. Nhưng mà thật sự đối với anh em FIFA Mobile quốc tế thì đây nó cũng là một cái bước nhảy bọt rồi. Thật sự là một bước nhảy vọt rất là lớn khi mà có những cái cơ chế như thế này. Mình nhận thấy một cái điều rất đáng chú ý là thời gian của trận đấu thì dài hơn, thật sự là rất dài. Anh em nhìn đá từ đến giờ mới có 21 phút. Để nói về cái gameplay này thì hiện tại theo mình đánh giá nha, theo mình đánh giá thì gameplay này đang có xu hướng là sút xa, gameplay meta sút xa cùng với đó là meta chọc khe bỏng nha anh em. Hai cái meta này thể hiện rất là rõ. Còn cái tà cánh đánh đầu thì hơi bị phế một chút. Cái này thì nó cũng là thuận theo những gì chúng ta đã dự đoán từ trước, nhưng mà sút xa thì vẫn rất bá. Hiện tại thì tiền đạo đang rất là yếu, tiền đạo thì hầu như chúng ta chỉ được có đá Timo Werner thôi, thế nên là khả năng sút xa nó chưa nổi trội. Khi mà mấy nữa anh em có những tiền đạo tốt thì mình nghĩ rằng sút xa 10 quả thì phải ăn 6 7 quả, như bây giờ là khá là ảo rồi. Còn thì vấn đề chọc khe bỏng thì nó vẫn là một cái gì đó nhức nhối từ trước đến giờ, từ trên FIFA Online 4 sang đến FIFA Mobile Hàn Quốc, và bây giờ mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện tại FIFA Mobile 22 phiên bản Global. Cái này thì anh em cần chú ý để thiết lập hàng phòng ngự, thiết lập lối đá, thiết lập khả năng bắt bài để chống chọi lại những cái meta như thế này. Về hai meta sút xa và meta chọc khe bỏng thì thật sự để mà nói không có cách nào để mà anh em có thể khắc phục được cả cái meta tà cánh đánh đầu nữa, khó khắc phục lắm. Có điều là chúng ta sẽ cố gắng phòng ngự một cách trơn tru hơn, một cách gọi là có bài bản, có hệ thống hơn thôi. Một điểm mạnh của bản FIFA Global, FIFA Mobile 22 đó là có ngôn ngữ tiếng Anh, cùng với đó là độ phủ sóng rất là rộng khi mà nó được xuất hiện trên App Store và có lượng tải rất là lớn. Để mà đánh giá tựa game nào hay đấy thì mình thấy rằng là tựa game phù hợp với những anh em thanh niên, những anh em tuổi teen của Việt Nam đó chính là tựa game FIFA Mobile Online cơ, có đập thẻ, có giả lập xếp hạng. Và gameplay nó cũng tương tự như thế này. Nói chung là để mà nói hay thì FIFA các bản của server riêng sẽ hay hơn rất là nhiều. Cái bản này thì tính là bản thô sơ thôi, nhưng mà EA phát triển như thế nào thì chúng ta phải theo như vậy, chứ chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được. Cái điều này mình nói ra không biết là có làm cho anh em fan của FIFA Mobile 21, 20, 19, 18 cảm thấy thất vọng hay không, nhưng nó là sự thật anh em ạ. Anh em FIFA Mobile các server riêng thì cộng đồng cũng rất lớn, khoảng tầm 20.000 người cơ, nên là những cái lời mình nói thì có thể kiểm chứng được. Nhưng mà nói gì thì nói, có một bước nhảy vọt như thế này cũng rất là đáng trải nghiệm, và nó cũng có cái lợi thế quá lớn của mình khi mà có tiếng Anh và có độ phủ rộng như vậy thì cũng rất là đáng để anh em chơi, cực kỳ đáng chơi, và cũng đây cũng là một bước tiến rất lớn. Anh em thấy thường thì hàng năm FIFA Mobile, ngày xưa mình định làm YouTube về tựa game FIFA Mobile truyền thống cơ, vì là nó tiếp cận lượng người xem đông, nhưng mà sau đó mình nhận ra là một tựa game có khoảng 100 mê, và nói thật là đồ họa rất là xấu, cực kỳ xấu, cùng với đó là lối đá nó đơn giản. Và ừ thì có thể một phần nào đó là event, thì các bạn bảo event hay thì ừ thì bảo là event hay đi, nhưng mà còn lại thì thật sự là một cái tựa game rất là đuối. Nhưng mà năm nay thì thôi, thì đã update mạnh mẽ như thế này rồi thì chúng ta cũng nên nên vui và nên trải nghiệm dần đi. Thì sắp tới thì gameplay nó cũng chỉ có như vậy, anh em đá hay thì sẽ hay, còn thì khả năng kiếm tiền thì mình có nói là mình sẽ hướng dẫn anh em cách để đẩy giá cầu thủ ấy. Thì nhiều bạn có bảo là đẩy giá thì bị ban rồi thì thế này rồi thì thế kia, rồi để bảo mình không biết cái gì, thì nói thật với các bạn là mình chỉ muốn giúp sức cho anh em thôi, anh em đỡ phải tốn tiền bạc để đi mua.
Cùng với đó là anh em có thể cày một đội hình một cách tiết kiệm nhất. Còn về cái vấn đề ban hay không ấy, là do EA Sports, đây là do cơ chế chợ của EA Sports, chúng ta cũng không có bơm lậu. Ví dụ như chúng ta chuyển theo cách truyền thống là đập đập phôi ảo rồi bơm lậu thì còn phát hiện ra, chứ còn theo cái cơ chế này chính là cơ chế chợ của EA tạo ra thì chúng ta cứ làm theo cơ chế chợ thôi, chứ chúng ta cũng chẳng làm gì nó đi ngược lại với cái tiêu chuẩn của game cả. Còn nói gì thì nói, với cái việc cày coin hay cái việc đẩy giá thì nó cũng gọi là làm thiệt thòi cho nhà phát hành rất là nhiều trong cái việc khuyến khích người chơi nạp tiền, nhưng mà nó cũng giúp ích cho chúng ta chứ, chứ đâu phải là nó chỉ có một mặt hại mà nó không có mặt lợi nào. Mình thì mình nghĩ rằng là cái này nó cũng làm cái tốt, anh em nào mà thích cày được nhiều tiền thì sẽ cảm thấy nó tốt, còn anh em nào không thích cày tiền thì sẽ cảm thấy nó không hay. Anh em thích nạp chay thì đấy là quyền của anh em, mình thì mình luôn tôn trọng mỗi người thôi. Và nói thật là mình cũng đã quá hiểu cái tựa game này rồi, kể cả là cái phần nâng cấp của nó chỉ là cái nâng cấp thẻ đáy mà mình đã tiếp cận được khoảng hơn 1 năm. Thế nên là anh em có bất cứ một cái câu hỏi nào, bất cứ một cái thắc mắc nào thì anh em cứ comment về đây. Còn mình xin nhắc lại là mình đã hướng dẫn anh em cách để anh em mua bán ở chợ mới này, cách mua bán chợ mới cùng với đó là cách setting và cách dùng kỹ thuật trong bản FIFA mới này. Thì mình có để link 3 video đó ở dưới phần comment, anh em nào mới tiếp cận kênh của mình thì có thể click vào đó để xem, để trở thành một cao thủ mới. Còn tất nhiên thì đây cũng chỉ là những video đầu tiên, những video chập chững của mình cũng như là rất nhiều người về tựa game mới như thế này. Mới người, mới ta, nhưng mà đối với mình có một chút lợi thế là đã biết và hiểu cơ chế của nó quá lâu rồi. Thật sự thì đây cũng là cái mong muốn của mình khi mà muốn được bước ra biển lớn, muốn trở thành một YouTuber được nhiều người biết đến. Thì nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, thực sự đồ họa của game cũng khá là ấn tượng. Một lần nữa xin cảm ơn anh em.